Cái thằng Vario này á là rất là nhiều xe bị chứ không phải là một mình xe của mình. Có nghĩa là nó sẽ báo cái đèn màu đỏ cái đèn này nó báo bình gì nè. Là mình thay cái bình mới vô á thì tầm khoảng chừng tháng à. Thế là hơn tháng xíu nó sẽ báo lại chèn gì. Nhưng có nghĩa là mình vẫn chạy bình thường thôi, không vấn đề gì hết. Có khi là sáng ra nó báo như này, mình chạy xíu cái nó sẽ không báo nữa. Tiền tưởng giống như cái đồng hồ này là cái bình này là nó 12.8 đi mà nó dưới 12.6 thôi là nó cũng báo lên nữa. Nên là nghĩa là nó hơi tụt nhẹ xíu thôi là nó báo, thì cái bình mình xài chắc chắn nó phải có cái sự mà sụt giảm một xíu. Cái sụt giảm nó cho phép, nhưng mà cái thằng này thì nó lại thấy xíu là nó hiện lên thôi. Nhưng mà mình xài thì mình vẫn xài bình thường. Anh đây bình thường. Anh chạy có nhiều anh em nó đây em hết rồi, nghĩa là anh này không cần thay cái bình. Nhưng người ta ban đầu người ta đi chỗ khác người ta thay bình rồi. Sao cái mấy từng hai từng cái nó lại hiện nữa, cái nó nói ủa sao nó lại hiện. À lúc này cái là người ta đi tìm bệnh nhưng mà không cần, cứ để chạy nha, không sao hết, để chạy đó. Vậy em về em gọi là tụi nó gọi là báo sớm kiểu vậy á, nghĩa là nó báo hay gì. Nhưng mà có khi anh chạy họ cái nó mất tiêu à đó, anh chạy họ cái anh không, anh chạy họ mất tiêu nó vậy đó nha. Tại vì mình chạy xe nó có sạc cho bình, tại vì nó sạc cho họ cái nó đầy điện lên cái bệnh đầy, nhưng mà kiểu như cái bệnh nó sẽ hơi tụt nhẹ, nó giật nhẹ lại miếng giật nhẹ lại miếng này, cái nó cái mình hoặc còn khóa lên thì nó không đủ 12.8, tầm như 12.5, 12.4 gì đó, cái đầu nó sẽ hiện lên. Anh chạy họ nó sạc đầy vô cái nó lại hết đó, nên cái này là không cần phải quan tâm cái này kệ nó sao đâu. Còn khi anh thay xong anh thay rồi cũng vậy à. Còn khi nào mà sáng mà lấy bình á là sáng anh bật khóa lên đúng không, anh bấm anh đề cái anh nghe cái đèn đồng hồ nè nó sập xuống luôn, nó tắt đèn đi á. Nó gán cái anh đề đựng cái luôn, nổ luôn. Cái nhiều khi anh ý anh chạy luôn trong ngày hôm đó thì anh chạy nó sạc thì anh vẫn đề được, nhưng mà anh đậu qua đêm cái là anh đề cái nó sập đèn đi á, lúc này là anh thay cái bình mới.